Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của ba con người khi chiếc xe 7 chỗ mang biển số 36A48567 không làm chủ được tốc độ và mất lái tại nút Cổ Chai. Khu vực được biết đến với sự chật hẹp khiến dòng xe hối hả bỗng chốc bị nghẽn lại, tạo ra thách thức lớn cho bất kỳ tài xế nào. Theo ghi nhận, hiện nay hệ thống biển cảnh báo trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn khá hoàn chỉnh. Suốt tuyến đường có những biển lớn thông báo cho lái xe biết khoảng cách đến đoạn đường cho phép vượt. Khi bắt đầu đoạn cho phép, các xe vượt lên ở đoạn hai làn xe đều có bảng thông báo. Đồng thời, cuối những đoạn đường hai làn xe nhập một đều có bảng thông báo lớn kết thúc đoạn đường cho phép vượt xe và các vạch đường cảnh báo. Đây cũng chính là vị trí chiếc xe 7 chỗ biển kiểm soát 36A48567 gặp nạn, làm 3 người chết vào sáng 18 tháng 2. Tuy nhiên, nhiều tài xế cho biết từng suýt gặp nạn trên các đoạn đường nút Cổ Chai này do chưa quen. Nguyên nhân do đây là đoạn cao tốc duy nhất ở miền Trung có thiết kế riêng mỗi bên hai làn xe ở những đoạn đường cho phép vượt. Một tài xế đã chia sẻ rằng, việc điều khiển xe trên cao tốc dài hơn 300 km qua 5 tỉnh miền Trung với mỗi đoạn được thiết kế theo một kiểu đặc trưng, đòi hỏi sự quen thuộc và cảnh giác cao độ, đặc biệt là đối với những người mới lần đầu chạy xe qua đây. Tài xế này khuyến cáo, những tài xế mới lần đầu đi cao tốc qua miền Trung cần đặc biệt chú ý và tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển cảnh báo, đặc biệt với những đoạn đường đồi dốc không có giải phân cách. Theo đó, tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng dài 140 km, thiết kế mỗi bên hai làn đường thì ở điểm nào cũng có thể vượt được nếu bảo đảm an toàn. Đến cao tốc Hòa Liên La Sơn dài 66 km giai đoạn 1 thì mỗi bên một làn đường cho phép vượt ở những đoạn vạch đứt. Cao tốc Cam Lộ La Sơn dài 98 km thì cho phép vượt ở những đoạn hai làn đường nên tài xế phải làm quen liên tục khi di chuyển. Tuy hệ thống biển báo dọc theo tuyến cao tốc này được mô tả là khá hoàn chỉnh với những tấm biển lớn mọc lên bên đường như những người hướng dẫn đường đi, thông báo rõ ràng khoảng cách đến những đoạn đường cho phép vượt hay kết thúc đoạn đường vượt, điều này dường như vẫn chưa đủ để ngăn chặn những bi kịch xảy ra. Các vạch kẻ đường và biển thông báo hai làn nhập một là những nỗ lực của nhà quản lý nhằm giảm thiểu rủi ro, nhưng vẫn có một khoảng trống nguy hiểm mà chỉ sự tỉnh táo và kinh nghiệm mới có thể lấp đầy. Những tài xế dày dặn kinh nghiệm cũng không khỏi bày tỏ sự e ngại khi nhắc đến những đoạn nút Cổ Chai trên cao tốc, nơi mà việc từ hai làn xe chen chúc vượt lên chỉ còn một làn là thách thức không nhỏ. Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh về sự chủ quan khi lái xe, mà còn là một lời nhắc nhở về trách nhiệm tuân thủ hệ thống biển báo. Mỗi cung đường cao tốc Cam Lộ La Sơn từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng, dù cho phép vượt qua ở những đoạn đường hai làn hay chỉ một làn ở đoạn Hòa Liên La Sơn, đều kể lên những câu chuyện về sự cần thiết của việc hiểu biết và tôn trọng luật lệ giao thông để hành trình của mỗi người trở nên an toàn và trọn vẹn hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo nội dung công điện, lúc 10 giờ ngày 18 tháng 2, tại km 48+200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do ô tô 7 chỗ 36A48567 va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C13659, hậu quả làm 3 người tử vong. Ngay khi nhận được thông tin, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần chu đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tạo điều kiện để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong. Thủ tướng nhấn mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập, đồng thời xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan.
Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Công điện của Thủ tướng nêu rõ và yêu cầu xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới. Giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông Vận tải, người đứng đầu chính phủ yêu cầu chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe và tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp. Lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu hộ, cứu nạn trên các tuyến cao tốc quốc lộ trong cả nước. Như báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, tối muộn 18 tháng 2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Đình Kiều, 55 tuổi, trú Kon Tum, người điều khiển ô tô 7 chỗ 36A 48567. Theo đó, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên, xe chở theo Phan Đình Quy tên viết tắt 45 tuổi, Lê Thị Hát tên viết tắt 41 tuổi, vợ anh Quy và các con anh Quy là Phan Lê Khánh V tên viết tắt 15 tuổi, Phan Đình Quy tên viết tắt 9 tuổi cùng trú thành phố Thanh Hóa. Hậu quả vụ tai nạn, cháu Phan Đình Quy tử vong tại chỗ, cháu V tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Lê Thị Hát tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế. Nguyên nhân ban đầu do người điều khiển ô tô 7 chỗ vượt không đúng quy định gây tai nạn. Kết quả bước đầu xác minh cho thấy, tài xế các phương tiện liên quan tai nạn không vi phạm nồng độ cồn, test nhanh ma túy, các tài xế cho kết quả âm tính. Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng ở trên cao tốc CT01 Cam lộ La Sơn ở địa phận xã Phong Mỹ và Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin mới nhất về tình hình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Theo Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ở Phong Điền cho biết, danh tính nạn nhân gồm chị LTH tên viết tắt, sinh năm 1983, người mẹ, hai người con, PKV tên viết tắt, sinh năm 2009 và PDQ tên viết tắt, sinh năm 2005. Riêng anh PDQ tên viết tắt sinh năm 1987, người bố bị say sát nhẹ, tất cả cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa. Đến thời điểm hiện tại, chị H và hai con đều đã tử vong. Trước đó, chị H nhập viện với tình trạng xuất huyết toàn bộ não thất, biến dạng cẳng tay trái, được đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch giảm đau. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu chữa nhưng vết thương quá nặng nên chị H đã không qua khỏi. Chiều 18 tháng 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin về vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Cam lộ La Sơn. Theo đó, cơ quan này cho hay nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là xe con vượt bên phải rồi tạt sang trái, va đầu vào xe container. Qua công tác tuần tra kiểm soát cơ động, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã kịp thời sơ cứu người bị nạn. Trước đó vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, sự việc xảy ra tại km 48 200 thuộc đoạn đường giữa xã Phong Mỹ và Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Lúc này, va chạm xảy ra giữa ô tô tải, ô tô con và xe đầu kéo ở phía làn đường hướng Bắc Nam. Cảnh sát cho hay vụ tai nạn đã làm một người chết tại chỗ. Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ bị vò nát nằm cách mặt cao tốc 7m, xe tải chắn gần hết hai làn đường kẹp giữa hai xe container. Đầu ba phương tiện mấp méo, mảnh vỡ văng trong bán kính 30m, dầu xe loang lỗ, khoảng 10m hộ lan cao tốc bị cong vênh. Giao thông trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn tắc nghẽn, cảnh sát giao thông đã hướng dẫn ô tô rẽ xuống đường Tránh Huế và quốc lộ 1A. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường kiểm tra, thăm hỏi gia đình nạn nhân, hỗ trợ mỗi người chết 5 triệu đồng. Cao tốc Cam lộ La Sơn dài 98,3 km nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế, được khánh thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đây là một trong năm tuyến cao tốc trên cả nước hiện có hai làn xe, mặt cắt ngang 12m, chỉ một số đoạn vượt rộng 23m. Quy mô 4 làn xe, dự kiến sau năm 2030, tuyến đường sẽ được mở rộng thêm 4 làn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.